Vâng, xin chào bác đến cái kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu dòng gian OCR 3003, dòng gian quốc tế OCR 3003, khác so với những mẫu OCR gian 3003 thông thường các em đã từng giới thiệu qua các bác. Đây là chiếc thứ hai cửa hàng bên em về dòng gian OCR 3 đua nòng rốt cuộc bên em phiên bản quốc tế. Với tông màu vẫn là tông màu trắng và điểm chỉ xanh đen trên khung xe. Đây là một cái mẫu xe rất là bền bỉ trong thời gian lắm nhé. Dòng rốt cuộc bên em mới về, với chiều cao xung, chiều cao khung size rất là cao, chiều cao khung là size M. Lần này em về chiếc size M thì có bác bao từ 1m65 trở lên. Và bây giờ xin mời anh em tổng thể chiếc xe. Vâng, cái mẫu OCR thì em đã từng giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua, mẫu dòng gian, thương hiệu gian, model dòng rốt OCR 3003. Thì đây là một dẫu gian quốc tế mà đây là chiếc thứ hai về bên em, dòng gian OCR 3 compact road. Rồi chiếc thứ hai bác nhá. Còn mẫu thông thường khác thì em về rất là nhiều rồi. Thì cái mẫu OCR 3003 dòng compact hàng quốc tế khác so biệt so với những dòng thông thường khác là đó là cái bộ khung của nó. Tức là bộ khung của dòng OCR thông thường thì đó là bộ khung tròn dẹp. Thì đây là một chiếc khung mà có cái khung hình bên trên là hình lục lăng vát theo chiều bốn cạnh của khung xe, rất là khác biệt so với mẫu OCR thông thường, làm cho bộ khung của xe rất là cứng cáp và chắc chắn hơn so với những mẫu xe OCR 3003 thông thường khác lắm nhá. Với tông màu trắng, điểm chỉ xanh đen trên khung xe rất là nổi bật và em đã từng giới thiệu rất nhiều thời gian vừa qua. Và vẫn là hợp kim nhôm Alu-X aluminum, hợp nikon nhôm siêu nhẹ của dòng gian. Tổng thể xe đánh giá là từ 85 đến 90% xe. Xe còn rất là đẹp. Và lần này em về được một chiếc size M. Khi nhập các bác là 1m65 đổ lên là đi vừa chiếc xe bác nhá. Bộ khung xe rất là cứng cáp, tức là bốn chiều của nó là lục lăng vát theo cạnh, khác so với những mẫu thông thường khác là OCR 3003 và khung dẹp tròn. Bộ khung rất là chắc chắn và tải được những vật cụ hoặc những vật cụ lặng có kèm những bác đi đạp đua đường xa. Đây là website chính hãng của dòng gian, đó là trên mạng tham khảo thêm. Thì theo đã được biết tìm hiểu thêm thì những dòng gian quốc tế thường thì nó có cái chữ R, đó là quần dòng gian đây, khác so với những mẫu dòng bình thường khác. Và bên khung bên dưới cũng được làm một lớp khung có hình dáng dẹp vuông bốn chiều so với những cạnh so với những chiếc khung thông thường ở hình tròn, rất là cứng cáp cho xe, rất là bền. Những dòng xe OCR 3003 này em về đây là chiếc thứ hai thôi phiên bản quốc tế cổ quốc ghi đông của chính hãng gian. Ghi đông xe là ghi đông của ghi đông càng cua, nó hơi bồ, nó hơi bé làm chút, các bác phải đi đạp theo rất thoải mái, cho bác có sự thoải mái dễ dàng sử dụng. Đó là thể, đó là tầm lắm ở bên phía bên này, bên dưới và để bên trên. Bên trên này nó dẹp so với mẫu càng ghi đông thông thường là hình tròn, rất thoải mái xe. Tay cuốn của Pizogo cũng là thương hiệu tay cuốn nổi tiếng về dòng sản xuất yên xe đạp Pizogo, rất là cao cấp. Xe được sử dụng với bộ tay lắc Shimano 8 tầng lít Shimano chính hãng nguyên bản theo xe. Ở bên tay phải em được sử dụng với bộ tay lắc Shimano 2 tầng đĩa chính hãng nguyên bản theo xe. Và đằng trước của xe thì có logo biểu tượng CNC đúc lỗi cắt hình CNC nhổ hình nhôm biểu tượng của gian. Xe sử dụng với bộ phanh 3 mảnh của dòng rốt đua quốc tế thông thường khác. Càng xe cũng còn rất là đẹp các bác nhá. Vành nhôm 2 lớp nguyên bản theo xe, lốp Canda kích thước lốp 700x23c, vẫn là kích thước lốp cơ bản của những cái dòng xe rốt cuộc thông thường khác. Đây là một mẫu xe cuộc rốt mà em từng review rất nhiều mẫu OCR 3003, nhưng đây là chiếc thứ hai về dòng gian quốc tế dòng 3003 model bên em mới về. Đặt đĩa của Shimano, đùi đĩa nhôm,
Phủ đề Shimano trang bị 8 tầng vip, 2 tầng đĩa, chính hãng nguyên bản theo xe. Vành đằng sau cũng sờ vành sử dụng vành nhôm 2 lớp, chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp Maxim. Cọc yên chính hãng quả gian, yên xe quả gian, nguyên bản theo xe. Một mẫu xe dòng đốt cuộc OCR 3003 quốc tế bên em mới về, rất là cứng cáp so với bộ khung chắc chắn rồi hình vuông bắn đục lăng. Vâng, chiều cao khung xe là size 50, khi nào các bác cao 1m65 đổ lên các nhá, 1m65 đến trên 1m7 đi vừa trước xe. Và bây giờ xin bằng nhà chi tiết hoạt động của xe. Bên đây trái em là có cái bộ chân chống nhôm rút chính hãng của xe. Đây, chân chống nhôm rất là hít về em về được cái bộ chân chống nhôm như vậy, rất là bền chắc chắn. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe, lên lip lên xuống lip. Vâng, chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Gian OCR mẫu 3003 quốc tế mới về bên em, dòng Rod. Đây là chiếc thứ hai được về bên em dòng quốc tế OCR 3003. Và xe là rất tốt bên em là xe là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936050424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.